Đây, mình sẽ đi thử này. Đấy, xe đi êm lắm. Yên thì ngồi rất là sướng nhá. Xe này mà các mẹ mua về đón trẻ đi học ấy, thậm chí là các bé mà 1 tuổi mà phải gửi nhà trẻ rồi ấy, thì cái xe này nó có mua thêm cái ghế trẻ em đây này. Ngồi an toàn lắm nhá. Ngồi rất là an toàn đấy, mọi người yên tâm nhá. Xe đi rất là sướng. Hôm nay thông báo cho mọi người một tin rất là vui. Đó là phiên bản xe đạp điện nha, có bàn đạp, không cần phải đăng ký, đi không sợ các chú áo xanh, các chú áo vàng gì cả. Phiên bản xe đạp điện Victory Bike, mang tên là Victory City này, dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 đổ lên là có thể đi được rồi. Và hiện tại Mạnh Phát đang còn số lượng khoảng 20 xe và quyết định là sale cho mọi người với cái giá cực kỳ sốc. Mọi người biết cái phiên bản này khi ra mắt cái giá của nó là bao nhiêu không? Giá của em nó là 8.100.000. Mua thêm ghế trẻ em là 8.500.000, đúng không ạ? Và sau đó thì Mạnh Phát sale con xe này xuống 7.500.000. Và khi lấy thêm ghế trẻ em là 7.900.000. Thì ngày hôm nay Mạnh Phát sale em nó xuống giá 7.100.000. Và khi mà các bạn lấy thêm ghế trẻ em là 7.500.000 nha mọi người nhá. Lý do vì sao sale thì bản chất xe vẫn là xe mới nguyên đai nguyên kiện. Đây, những xe này thì nó đẹp nguyên si rồi. Tuy nhiên là mọi người hình dung xe vận chuyển về thì nó sẽ có một vài vết nó bị xước hoặc là nó bị ố, thì anh em cũng hết sức thông cảm cho Mạnh Phát. Tất nhiên là nó rất là ít thôi, cũng gần như là không có đâu. Thế nhưng mà Mạnh Phát phải nói rất là rõ. Đấy, thì nó cũng có một vài vết xước ố nho nhỏ. Tuy nhiên, xe đảm bảo chất lượng, bình mới, đi được 40-50 cây một lần sạc. Đấy, bảo hành chính hãng cho mọi người 1 năm. Và đặc biệt nha, giá sale nhưng vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Giá này bán thì cũng không còn lãi rồi. Đấy, nhưng mà phải nói với anh em như thế để anh em hiểu. Xe thì mọi người biết không, xe có đầy đủ nhiều tính năng lắm. Chìa khóa này, đấy, rồi khóa từ này, đấy, rất là xịn sò nha, nên là mọi người yên tâm. Đây, mình sẽ đi thử này. Đấy, xe đi êm lắm. Yên thì ngồi rất là sướng nhá. Xe này mà các mẹ mua về đón trẻ đi học ấy, thậm chí là các bé mà 1 tuổi mà phải gửi nhà trẻ rồi ấy, thì cái xe này nó có mua thêm cái ghế trẻ em đây này. Ngồi an toàn lắm nhá. Ngồi rất là an toàn đấy, mọi người yên tâm nhá. Xe đi rất là sướng. Không phải là công nữa, làm sóc này, làm sóc cũng êm luôn. Xe này các bé lớp 6 thì lớp 4, lớp 5 đây là có thể đi được rồi, vì xe nó rất là thấp, rất là gọn. Yên đằng sau thì lại có cả tựa, ngồi rất là an toàn. Và ngoài chân chống phụ này ra, đây mọi người nhìn nhá, thì nó sẽ có thêm cả chân chống chính ở đây. Đấy, rất là tiện. Đây nha mọi người nhìn này. Đây, khi xe của chúng ta nó sẽ có thêm cả cái khóa đằng sau này. Đấy, khóa bánh lại. Đấy, rất là an toàn. Ngoài khóa từ thì còn thêm cả khóa cờ ở đây nữa. Đấy, rất là xịn. Và bàn đạp thì chúng ta sẽ lắp ở đây nhá. Bàn đạp chúng ta sẽ lắp ở đây. Đấy, đạp ngon lành luôn. Đấy, đạp ngon lành luôn. Còn tiếp theo là xe nó sẽ có cả đèn còi xi nhan đầy đủ này. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Đấy. Đèn này, đây. Đấy. Đèn đầy đủ luôn. Đấy. Rất là xịn nhá. Nhựa này bằng nhựa dai, rất là bền. Nhựa này bền lắm. Mọi người đi yên tâm luôn, không sợ. Là để mà vỡ được cái nhựa này khó lắm, chắc là dùng kéo cắt thì được, chứ để mà vỡ thì khoai lắm. Rất là khoai. Phiên bản này Mạnh Phát đang còn 3 màu, đó là màu nâu sữa này, màu đỏ đen và màu xám đen nhá mọi người nhá. Còn 3 màu. Đấy, anh em nhắn tin Zalo, nhân viên của Mạnh Phát sẽ gửi các màu để cho anh em chọn, số lượng cũng còn nhiều đâu, gần 20 cái gì đó. Đấy. Đấy, xe thì có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn thì anh em thể qua trực tiếp cơ sở để thể mua xe. Đấy, sản phẩm này thì đi rất là tiện nhá. Mẫu xe rất là đẹp và hiện tại cũng đang bán rất là chạy. Mặc dù hiện tại cũng đang bán tốt nhưng mà nó xuất hiện một vài vết xước thì Mạnh Phát cũng quay video lên để giảm giá cho anh em, để cho nó rất là rõ ràng. Bên Mạnh Phát thì bán hàng cực kỳ sòng phẳng và cực kỳ minh bạch. Thế nên anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng, dịch vụ và mọi thứ liên quan đến xe, không phải lo lắng điều gì cả. Xe này đi cũng rất là êm. Đấy, rất là mượt và rất là tiện nhá. Đây, cái ghế trẻ em chúng ta sẽ lắp thêm ở đây này. Đấy. Hoặc là ở đây ra. Đấy, nói chung là ghế trẻ em lắp vào thì chở rất là thích. Xe này các bà mua đi chợ giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 7.100.000. Giá quá hợp lý luôn. Anh em mua về con này đi thì quá là ok rồi, không phải lăn tăn và cũng chẳng phải lo lắng gì. Đấy, một chiếc xe điện thay thế xe đạp thôi. Rất là tiện nhá. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể nhấc máy lên và alo nhân viên của Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866
0353 993 993 hoặc là 0358 993 993 để được tìm hiểu thêm về xe nhé. Mẫu xe này có tên là Victory City nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.